Mô hình cà phê take away hay còn gọi là cà phê mua mang đi là hình thức kinh doanh cà phê trên những chiếc xe cà phê. Đây là một xu hướng khởi nghiệp hoặc kinh doanh cho người nhàn rỗi muốn kiếm thêm thu nhập rất phổ biến trong những năm trở lại đây. Ưu điểm của hình thức kinh doanh xe cà phê take away này chính là chi phí thấp, không cần vốn đầu tư nhiều, không cần tiền thuê mặt bằng, cũng không cần đến cả việc mua sắm bàn ghế, trang trí nội thất. Đồng thời, mô hình này cũng rất đơn giản, nhỏ gọn, tiện lợi nên sẽ dễ dàng tiếp cận khách hàng. Hình thức nhượng quyền có ưu điểm là thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc, vì thế bạn sẽ có một lượng khách hàng trung thành ngay từ đầu. Đồng thời, các công thức pha chế, quy trình hoạt động quản lý đều đã có sẵn. Việc của bạn chỉ là hiểu và làm theo mà thôi. Bởi thế, đây là con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất giúp cho các chủ quán làm ăn thắng lợi. Còn chần chờ gì nữa mà không hợp tác ngay cùng Nguyên Chất Coffee xin chúng tôi. Khi trở thành đối tác của Nguyên Chất Coffee, vua cà phê sạch, thương hiệu quen thuộc với mọi người dân Việt Nam, bạn sẽ được toàn quyền sử dụng một thương hiệu mạnh số 1 về cà phê, trà, cacao sạch tại Việt Nam để kinh doanh và hưởng những lợi ích hữu hình và vô hình do giá trị và uy tín của thương hiệu mang lại, nhằm đảm bảo việc kinh doanh được thuận lợi ngay từ bước đầu, giảm thiểu được tối đa rủi ro trong kinh doanh khi sử dụng thương hiệu nổi tiếng đã được người tiêu dùng biết đến và tin tưởng, được cung cấp danh sách các trang thiết bị cần thiết để mở một điểm bán cà phê mang đi cao cấp, được đào tạo hướng dẫn công thức pha chế độc quyền của Nguyên Chất Coffee Team đã và đang được hàng nghìn khách hàng yêu thích. Không những thế, bạn còn được hưởng lợi ích trực tiếp từ các chương trình quảng bá chung. Bạn sẽ được tư vấn quản lý vận hành điểm bán của mình và bạn là người sở hữu chính thức nên toàn bộ chi phí hoạt động bạn là người chi trả và hưởng toàn bộ doanh thu trong việc bán hàng. Chúng tôi cam kết không thu phí nhượng quyền thương hiệu, phí quản lý setup, bảo hành kỹ thuật trong suốt quá trình kinh doanh, được hưởng các chương trình quà tặng và khuyến mãi về cà phê, trà, cacao hàng tháng, được quảng cáo miễn phí trên các kênh truyền thông của công ty Nguyên Chất Coffee & Tea. Việc bạn còn làm là liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay. Tất cả những việc còn lại hãy để chúng tôi làm thay bạn.